Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 và trước mắt các bạn đây là một trong những siêu phẩm năm 2020. Đó chính là chiếc động cơ xăng GB180. Chiếc động cơ này thì rất là nhiều các bác đã làm, đã sử dụng và đã tiếp xúc và biết rằng chiếc động cơ này rất là bền. Đối với cái dòng Mitsubishi GB180 cốt xéo tua chậm như thế này, công suất 6 HP nó sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến, nhất là trong những cái công việc chạy vỏ lái hoặc là chạy vỏ ghe của các bác, hoặc là các bạn sử dụng để kéo tải vào những cái bộ máy phun thuốc thì chiếc này chạy cực kỳ bền luôn. Giá của những cái bộ những cái đầu xịt đầu động cơ Mitsubishi GB180 này, nếu các bạn theo dõi thì giá của nó cực kỳ cao nếu mà các bạn bỏ tiền ra mua mới ấy. Còn đây là hàng Nhật bãi đã còn dụng, tình trạng của nó còn rất là xuất sắc và rất là đẹp. Các bạn có thể thấy được qua video chúng tôi đang quay một cách rất là rõ ràng và chi tiết. Cái động cơ này thì chúng tôi được tháo ra từ một bộ máy xịt rửa áp lực. Sau đó thì các bạn có thể thấy tình trạng của nó còn rất là đẹp, mới nguyên luôn. Thường thường ấy, nếu mà những cái động cơ này mà không phải tháo từ bộ ra mà là động cơ rời ấy, thì thường nó sẽ không được đẹp như thế này. Bởi vì những cái bộ xịt thuốc trừ sâu ở Nhật, mình cũng không hiểu vì sao họ sử dụng rất là ít. Do đó cái tình trạng của đầu xịt hay tình trạng của đầu nổ hoặc là gọi là máy xăng như này gần như là đẹp, gần như là xuất sắc luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy được độ đẹp, độ hoàn mỹ, độ tỉ mỉ của chiếc động cơ này như thế nào. Ở chiếc này thì thiết kế các bạn có thể thấy nó khác với dòng GM, GB thì là đời cao hơn, nhưng mà nó khác với dòng GM là bình xăng của nó, bình xăng gọi là bình xăng nhựa đấy, hay gọi bình nhiều bác ở trong Nam hay gọi là áo mũ, hay là gọi là bình xăng mũ. Thì đây là bình xăng nhựa. Với cái bình xăng nhựa như này thì nó có một cái ưu điểm, đó là khi mà các bạn để lâu không vận hành xăng trước, để lâu trong ấy, hàng bãi về thì nó không bị ải, không bị nó không bị gọi là rỉ ấy, như những cái bình xăng sắt. Nhưng mà cái độ bền của cái nhựa này nó cũng rất là ok, bởi vì hàng nhựa của Nhật mà, nên là các bạn để lâu trong thời trong những cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều so với việc sử dụng bình xăng sắt. Rồi cái chụp giật của nó thì bằng nhựa, các bạn có thể thấy được thông số của nó ghi trên cái chụp giật nhá. Mitsubishi GB180, công suất của nó là 6.3 HP luôn các bạn nhé, 6.3 HP. Đó, Made in Japan này các bạn thấy không? Hàng này thì siêu hệ luôn, rất là đẹp. Dòng này cốt xéo tua chậm các bạn nhé, tất cả zin A Z luôn. Boe này các bạn thấy không? Boe này, công tắc ở bên Boe luôn, le gió. Có ga này. Sơn zin mới 100% nhá, riêng những cái hàng Nhật bãi về chúng tôi không bao giờ sơn lại, cực kỳ không bao giờ sơn lại luôn. Vì bản chất sơn lại thì nhìn nó rất là lem nhem, nó nhem nhuốc. Nhiều bác hay xịt bóng rồi là sơn lại, nhìn nó rất là bẩn, nhìn nó không thể hiện được cái độ chất của hàng bãi. Đấy, các bạn có thể thấy khóa xăng này còn gần như mới luôn. Thường những cái khóa xăng này nó rất hay bị gãy, do cái thiết kế của cái Mitsu này là khóa xăng ngoài. Thường đối với những dòng máy Honda thì khóa xăng nó đi kèm với chế luôn. Rồi các bạn có thể thấy được về bên hông này, nắp Spa OHV này gần như mới tinh luôn, không một vết lượn gì. OHV này, đấy, các bạn có thể thấy được chế Mikuni này, lốc này sáng bóng nhá, rất đẹp. Máy kèm sẵn buli này, hai rãnh bản A, nếu các bạn về sử dụng thì các bạn chỉ được đấu thôi. Cổ xả của nó bằng gang các bạn nhá, rất là bền. Trên nắp phần dưới xi lanh này có một cái áo nhựa để giúp các bạn khi mà sử dụng ấy, đất cát nó không bắn lên xi lanh thì nó tăng cái độ tăng cái tuổi thọ của phần xi lanh của bạn sẽ được bền và lâu hơn. Đó, rất là đẹp nhá. Thiết kế chứ danh của Mitsu luôn là cái phần tio xăng của nó thiết kế rất là đặc biệt, nó khác hẳn so với những dòng khác. Thì các bạn có thể thấy phần tio xăng bao giờ nó cũng bọc một lớp bố vải như kiểu cái dây xịt thuốc ấy, ở bên ngoài cái ống tio xăng để nó giúp bảo vệ cho cái phần tio của các bạn nó sẽ được bền bỉ hơn so với thời gian, không bị tác động của mưa gió nắng vào dễ ải, vì cái phần tio xăng phần lớn bằng cao su. Đây các bạn có thể thấy phần bô này, bô xả này trắng tinh luôn này, không vết gọn. Đây phải được mệnh danh là siêu phẩm năm 2020 đối với cái phân khúc động cơ xăng các bạn thấy không? Đôi khi các bạn có tiền cũng không mua được luôn. Đấy là chúng tôi nói thật, còn rất nhiều tiền thì tất nhiên rồi mua được. Còn ý là các bạn cứ bỏ ra số tiền này đôi khi không phải lúc nào cũng mua được. Đấy, còn nhất rất nhiều tiền thì tất nhiên rồi lúc nào cũng mua được. Đây, các bạn có thể thấy được mã dập đây, GB180 đây nhá. Đó, Made in Japan này. GB180 Made in Japan luôn nhá. Đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng của cái này rất là bền. Đấy, GB180 Made in Japan. Rất đẹp. Tem Lema này các bạn này. Cái tem này là nó thể hiện là cái máy nó đạt một cái tiêu chuẩn về khí thải, về cái độ thân thiện với môi trường. Đấy, chứ không có cái gì cả.
Đấy các bạn thấy không? Máy rất đẹp nhá. Không nói ngoa một tí nào. Nói chung là tại điện máy Bình Sơn thì chúng tôi làm hàng, đối với những hàng Nhật bãi này chúng tôi bao giờ cũng lựa chọn rất là kỹ những cái dòng máy chất lượng cao, những cái dòng máy tình trạng còn đẹp để chúng tôi làm. Bởi vì hàng bãi mà làm hàng xấu thì thực sự luôn, ngay kể cả mình là bên bán cũng rất là khó bán. Còn đối với những cái hàng đẹp này, chấp nhận giá nó cao hơn một chút nhưng các bạn dù sử dụng hoàn toàn yên tâm luôn. Nhưng mà cái tuy là cao so với mặt bằng chung, còn đối với cái chất lượng mà các bạn nhận về so với số tiền các bạn bỏ ra thì hoàn toàn tương xứng, nó không hề đắt một tí nào cả. Do đó thì đối với cái mặt hàng bãi thì tôi khuyên các bạn nên gọi là mình chịu cao một chút, mình mua những cái máy nó còn đẹp, tình trạng của nó còn hoàn hảo, thì các bạn sẽ tránh được cái vấn đề sửa chữa sau này. Bởi vì những cái tuổi thọ của cái máy này nó cũng phải tức là dùng mãi nó cũng phải có đến lúc hỏng, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn sử dụng những cái máy nó còn đẹp thì cái tuổi thọ của nó sẽ được lâu hơn rất là nhiều. Do đó thì các bạn nên sử dụng những cái máy tình trạng còn đẹp để tránh cái việc mà các bạn phải sửa chữa lặt vặt sau này. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. À, sau đây chúng tôi sẽ nổ thử luôn cho các bạn xem chiếc động cơ cốt xéo tua chậm Mitsubishi GB180 này, để các bạn nghe thấy tiếng của nó như nào và đánh giá được cái chất lượng của nó ra làm sao nhá. Chưa ơi, em xem cái này còn xăng không, em giật nổ thử nào. Chúng tôi sẽ nhờ bạn nổ thử luôn để các bạn có thể đánh giá một cách rõ ràng và khách quan nhất chất lượng của động cơ là như nào. Rất đẹp. Mitsubishi thì không phải nghĩ rồi. Nếu mà Mitsubishi sản xuất tại Nhật thì Honda Thái tất nhiên là không có cửa, ngay kể cả Honda Nhật luôn. Bởi vì cái chất Mitsubishi, cái lốc liếc của nó dày hơn rất là nhiều. Nếu ai sử dụng qua Mitsubishi rồi mới chiêm nghiệm được cái điều mà chúng tôi nói thì hoàn toàn đúng. Còn nếu mà đối với bác nào mà chưa sử dụng qua Mitsubishi thì các bác hoàn toàn nghĩ rằng Honda là chất lượng hơn, mà thực ra Mitsubishi nó mới là đẳng cấp. Đấy các bạn thấy không? Máy sức Mitsubishi thì siêu bền luôn. Đấy các bạn thấy không? Chạy máy đứng im luôn. Garanti rất là nhỏ. Máy gần như không có độ rung lắc. Đấy các bạn thấy không? Cốt này nó chỉ ra khoảng tầm 1.800 vòng thôi. Các bạn thấy máy chạy rất là êm. Tuyệt vời. Quá êm luôn. Rồi tắt đi em ơi. Gẩy nổ cũng rất là nhẹ luôn. Dòng này đánh điện cực hay luôn. Rồi nếu các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 415 399. Đây là ba số hotline của chúng tôi. Các bạn liên hệ chúng tôi sẽ gọi sẽ tư vấn hỗ trợ nhanh nhất, báo giá cũng như là tư vấn cho các bạn lựa chọn được một cái dòng máy ưng ý phù hợp. Rồi nếu thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh nhé, đăng ký và chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.